Thưa quý vị, những ngày cuối năm liên tiếp xảy ra những vụ án mạng thương tâm. Từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà nhiều đối tượng đã nhẫn tâm ra tay đoạt mạng người, điển hình như vụ việc mới đây xảy ra tại tỉnh Bình Phước. Chỉ vì sẵn có men rượu trong người cùng với việc bị can khi đang cãi nhau với vợ, người đàn ông đã nhẫn tâm ra tay sát hại em vợ. Chiều 16 tháng 1, Công an tỉnh Bình Phước đang tiến hành điều tra vụ án mạng nghiêm trọng là một người đàn ông ở huyện Bù Đăng tử vong. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 15 tháng 1, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Văn Đức, 53 tuổi, ngụ tại thôn 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, xảy ra cãi nhau với vợ. Thấy hai vợ chồng ông Đức cãi nhau, ông P là em vợ của Đức chạy sang can ngăn và hòa giải. Trong lúc giằng co, ông P bị Đức dùng vật sắc nhọn tác động trúng người cục tại chỗ. Thấy vậy, người dân xung quanh nhanh chóng đưa ông Phúc đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Gây án xong, Đức đến cơ quan công an đầu thú. Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Án mạng xảy ra do mâu thuẫn trong cuộc sống không phải là trường hợp hiếm. Đã có rất nhiều vụ việc đau lòng xảy ra. Một lần nữa, đây sẽ là bài học cảnh tình mọi người. Khi uống rượu bia, đồ uống có cồn thì hết sức tỉnh táo. Không nên để cơn nóng giận, không kìm chế được bản thân mà gây ra vụ việc đáng tiếc. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời có bản án thích đáng dành cho người đàn ông trên.